Ở bài học này thì chúng ta xem xét một số ứng dụng của cấu trúc dữ liệu tập trung cấu trúc dữ liệu hành xạ map. Bài tập đầu tiên, bài tập ứng dụng đầu tiên cho dãy số nguyên n phần tử a1, a2, vân vân, an. Hãy thống kê tần xuất hiện của từng phần tử có trong dãy và sắp xếp các phần tử theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là khi mà chúng ta tìm kiếm, tức là thống kê được tần suất xuất hiện của từng phần tử thì chúng ta sắp xếp các phần tử theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là theo thứ tự tăng dần các phần tử hay là các số nguyên trong dãy. Thì để giải quyết bài toán này thì chúng ta có một số cách giải quyết. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ duyệt dãy số để thống kê tần xuất hiện của các phần tử có trong dãy. Và sau khi chúng ta thống kê được tần suất xuất hiện của các phần tử trong dãy thì chúng ta thực hiện sắp xếp các phần tử theo thứ tự từ bé đến lớn hay là theo thứ tự tăng dần các phần tử có trong dãy. Thì với cách làm này thì chúng ta phải cần hai cái vòng lặp lồng nhau để chúng ta tìm tần suất xuất hiện của các phần tử. Sau đó thì chúng ta thực hiện sắp xếp các phần tử hay là các số trong dãy sau khi mà chúng ta đã tìm được tần suất xuất hiện của phần tử. Như vậy về độ phức tạp của cái cách làm này thì cách làm này thì chúng ta có độ phức tạp về mặt thời gian thực hiện là ON bình, vì chúng ta phải sử dụng hai vòng lặp lồng nhau để tìm tần suất xuất hiện của các phần tử, tức là đếm đếm tần suất xuất hiện của các phần tử đấy, sau đó chúng ta lại sắp xếp các số. Vậy về độ phức tạp ON bình và cách làm này là tương đối rườm rà. Cách hai thì chúng ta có thể ứng dụng cấu trúc dữ liệu hành xạ map. Chúng ta thấy là gì? Mỗi phần tử trong cấu trúc dữ liệu hành xạ map là một cặp hóa và giá trị. Và các phần tử trong cấu trúc dữ liệu map có hóa duy nhất. Đó, hóa là duy nhất. Và mặc định các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá trị hóa của các phần tử. Như vậy, để giải quyết bài toán này, thì các cái số trong cái dãy ban đầu A được sử dụng làm hóa trong cấu trúc dữ liệu hành xạ map. Và tần suất tương ứng của các phần tử trong dãy A thì được lưu trong phần giá trị của cấu trúc dữ liệu map này. Đó. Như vậy, cách giải quyết này tương đối đơn giản là gì? Thì chúng ta chỉ việc đưa tất cả các phần tử trong dãy A vào cấu trúc độ ánh xạ đó và tính tần suất xuất hiện của các phần tử trong trong chúng ta tính được tần suất xuất hiện của các phần tử trong trong dãy. Ở đây chúng ta có các đoạn mã làm cách tóm tắt như sau. Đây chúng ta có dãy A bao gồm các số 4, 7, 2, 8, 4, 8, 3, 2. Đó. Ở đây thì chúng ta có biến N là tính số phần tử có trong dãy A. Đó. Và chúng ta khai báo một cấu trúc dữ liệu hành xạ map và đặt tên là F. Sau đó thì chúng ta thực hiện một vòng lặp để chúng ta duyệt cái dãy A và chúng ta tính tần suất xuất hiện các phần tử trong dãy A và giá trị của các phần tử trong dãy A được sử dụng làm giá trị hóa và tần suất xuất hiện của chúng được lưu vào trong thành phần value của cấu trúc dữ liệu xạ. Sau khi chúng ta
tính được tần số xuất hiện của các phần tử trong cấu trúc các phần tử trong dãy A, và các phần tử của dãy A được lưu trong cấu trúc là ánh xạ với khóa là chính là giá trị, chính là các số trong dãy A, và giá trị của cấu trúc điện ánh xạ chính là tần suất xuất hiện của phần tử thường gốc. Vậy thì để in ra cái dãy số và tần suất xuất hiện của chúng thì chúng ta chỉ việc là duyệt các phần tử trong cấu trúc điện ánh xạ. Ở đây chúng ta sử dụng cái từ khóa ô tô để chúng ta duyệt các phần tử trong cấu trúc điện ánh xạ, và chúng ta dùng lập for để duyệt. Ở đây chúng ta sẽ cout là số y chấm first, y đây chính là giá trị khóa của các phần tử trong cấu trúc dữ liệu ánh xạ có tần suất là y chấm second, y second đây là chính là value của các phần tử trong cấu trúc dữ liệu ánh xạ. Như vậy là chúng ta có các số và tương ứng với tần suất của chúng. Thì ta thấy là cách sử dụng cấu trúc điện ánh xạ ở đây cho thấy cho ta cái đoạn code rất là ngắn gọn, rõ ràng và sáng suốt so với cách duyệt dãy A để tính tần suất xuất hiện, sau đó lại sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Thì như vậy thì tương đối dườm dà. Đó. Đây chúng ta tận dụng cấu trúc dữ liệu ánh xạ để chúng ta giải quyết được cái vấn đề này. Cái bài toán thứ hai ở đây là gì? Ta cho dãy số nguyên n phần tử A1, A2 và phần AN, và chúng ta thực hiện tìm những phần tử có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong dãy. Thì với cái bài toán này thì chúng ta giải quyết giống như cái bài toán 1, giống như bài tập 1. Thì đầu tiên thì chúng ta tìm tần suất xuất hiện của các phần tử có của các phần tử trong dãy A. Thì cách giải quyết y hệt như bài tập 1. Thì phần tiếp theo là chúng ta chỉ việc là tìm các số hay là các phần tử có tần suất lớn nhất mà thôi. Đây ta có ví dụ A và là A và dãy A bao gồm các phần tử 4, 7, 2, 8, 4, 8, 3, 2. Đó. Thì đây chúng ta có các số là 2, đó, số 4 và số 8 đều có tần suất xuất hiện là 2. Và đây cũng là tần suất xuất hiện nhất của các phần tử ở trong dãy A. Đó, thì cách giải quyết giống như bài tập 1, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm tần suất xuất hiện của các lớn nhất trong dãy. Ở đây chúng ta có đoạn code để giải quyết bài toán này. Thì cái đoạn code thứ nhất chính là tính tần suất xuất hiện của các phần tử có trong dãy, thì giống như bài tập 1 là chúng ta duyệt dãy A và chúng ta đưa tất cả các phần tử ở trong dãy A vào một cấu trúc dữ liệu ánh xạ có tên là CNT. Thì đây là các giá trị của các phần tử trong A được sử dụng làm khóa, còn tần suất và tương ứng của chúng được lưu vào trong phần value của phần tử tương ứng. Cái đoạn thứ hai là tìm tần suất lớn nhất. Thì chúng ta chỉ việc duyệt cấu trúc dữ liệu ánh xạ. Đó, bởi vì tần suất của các phần tử được lưu ở trong cấu trúc ánh xạ CNT. Đó, và chúng ta sẽ tìm được là tần suất lớn nhất. Sau khi chúng ta tìm được tần suất lớn nhất thì chúng ta sẽ tìm xem là các phần tử nào có tần suất lớn nhất.
đầu dãy, bởi vì là không chỉ có một phần tử có tần suất lớn nhất mà có thể có nhiều phần tử có cùng tần suất lớn nhất, và là chúng ta phải duyệt chúc cái lượng khách sạn rồi tìm ra được các phần tử có tần suất nhất trong loại A. Bài tập thứ 3, cho danh sách các sản phẩm của hai kho hàng A và B. Do chiến lược kinh doanh, bạn được giao nhiệm vụ là nhập các sản phẩm từ kho B và kho A. Sao cho những sản phẩm nào đã có ở kho A thì không nhập vào kho B. Và toán đưa ra là như vậy. Đây ví dụ. Kho A có các sản phẩm là banana, banana, apple. Kho B có các sản phẩm là orange, apple, banana và watermelon. Melon. Như vậy thì nếu chúng ta xây dựng một cái hàm là merge product AB thì ta thấy là apple tức là táo đã có trong kho A nên không được đưa vào kho A, không được đưa vào kho A. Banana cũng có trong kho A nên không được đưa vào kho A. Orange và watermelon được phép đưa vào kho A vì chưa có trong kho A. Ở đây gọi là chu tức là được đưa phép đưa vào kho A. Để giải quyết bài toán này thì chúng ta ứng dụng cấu trúc dữ liệu dạng map hoặc là unordered map để giải quyết. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tính tần suất xuất hiện của các sản phẩm mà có trong kho A. Đó. Sau khi tính được tần suất xuất hiện của các sản phẩm có trong kho A rồi thì chúng ta sẽ duyệt các sản phẩm trong kho B. Đó. Thì với cái sản phẩm tương ứng ở kho B đó, đã tồn tại trong kho A thì tức là cái tần suất xuất hiện tương ứng của chúng trong kho A là lớn hơn không thì chúng ta không đưa vào kho A còn bằng không đó, thì chúng ta sẽ đưa vào kho A. Vậy. Ở đây chúng ta có đoạn chương trình để giải quyết việc đó. Thì đầu tiên chúng ta tính tần suất của các sản phẩm có trong kho A. Và những sản phẩm nào có trong kho A thì có tần suất lớn hơn không trong cái cấu trúc cái hình dạng CNT. Okay, đây. Ở đây chúng ta lưu chúng ta khai báo một cấu trúc hình dạng khác để lưu kết quả. Kết quả ở đây là gì? Là các kết quả là sản phẩm nào được đưa vào A và sản phẩm nào không. Đó. Và chúng ta duyệt các sản phẩm trong OB. OB. Nếu mà tần suất của sản phẩm và có xuất hiện trong OB này ở kho A không, tức là cái sản phẩm X này ở kho B nhưng chưa có ở kho A thì chúng ta thực hiện đưa sản phẩm đó vào kho A. Đó. Và chúng ta tăng cái tần suất của cái sản phẩm đó ở kho A lên là CNTX cộng cộng. Để đánh dấu là cái sản phẩm XC ở kho B này đã được đưa vào kho A. Đó, còn ngược lại thì ta đánh dấu là sản phẩm đó đã có ở kho A rồi và không được đưa từ kho B vào kho A nữa. Chúng ta có cái red X ở đây. Và sau khi duyệt xong tất cả các sản phẩm OB rồi, chúng ta trả lại cái danh sách kết quả nằm trong cấu trúc dữ liệu map ở đây. Đó là ba bài tập ứng dụng cấu trúc dữ liệu map để giải quyết các một số các bài toán thực tế rất là
đơn giản. Đây chính là các bài toán rất là đơn giản. Ngoài ra có một số các bài tập phức tạp nữa thì chúng ta sẽ học nhận sau. Thank you.